Xin kính chào các quý vị. Vâng, trong dòng chảy AN, thời gian, cột mốc, dấu ấn và lịch sử. Vâng, với một lịch sử 75 năm rồi, hãng JBL đây chính là tên của ông James Bulow Lansing và lấy luôn cho thương hiệu của hãng loa JBL sản xuất tại Mỹ. Và hôm nay, cột mốc lịch sử đã đúng ngưỡng 75 năm. Và tại sao dòng JBL lại lấy dòng L100 Classic 75 năm này làm dấu ấn? Vì đây là một trong những thương hiệu thành công nhất, đem lại sự vang dội nhất cho hãng JBL. Và với dòng lịch sử lâu đời từ những ngày đầu tiên dòng L100 khởi điểm thì đó là cách đây hơn 40 năm. Đúng là quá tuyệt vời khi chúng ta lại được chiêm ngưỡng lại dòng L100 Classic 75 năm này. Và trước mặt các bạn đây chính là một khối thùng gỗ với trọng lượng lên tới 130 kg cho cặp loa này và kèm theo cả một cặp chân đế. Vì đây là một phiên bản đặc biệt nên hãng muốn dồn hết tâm sức và để sản xuất ra một cặp trong những cặp loa này. Và cặp loa này với tương ứng 75 năm chỉ có tương đương có 750 đôi trên toàn cầu. Với biểu tượng L100 Classic này các bạn nhìn đây. Vâng, 130 cân trong thùng cặp loa này. Với chiều dài thì lên đến một gần 1,5 m. Còn chiều rộng thì hơn 60 phân và chiều sâu là xích xoát 1 mét. Cũng phải cần đến 4 nhân viên rất năng lượng của Thiên Hà thì mới được cặp loa lên. Và chúng ta thì cũng sẽ trải nghiệm xem cặp loa này có một cái sự gì thú vị và đặc biệt và cái dấu ấn 75 năm như thế nào. Nhưng trước tiên các bạn muốn bóc vào khu thùng cặp loa này vì tôi biết sẽ cặp loa này sẽ phải chuyển đi rất nhiều nơi. Nhưng mà cũng qua đây thì tôi xin giới thiệu luôn các bạn cách bóc để các bạn bóc làm sao cho đúng kỹ thuật và bảo đảm cho cặp loa được trong một cách hoàn thiện nhất. Với cặp loa để nguyên khối, tháo tất cả các mặt vít bên cạnh và mặt trên ra. Và với cặp loa khác thì người ta sẽ bình thường người ta sẽ lộn ngược hoặc đổ. Nhưng riêng cặp loa này tôi thấy có một cái sự đóng gói rất là quy cách. Thứ nhất là thùng loa rất nặng nên chúng ta là sẽ mở cạnh và người ta lấy loa và lấy hệ thống chân loa ở bên ngoài và bên cạnh chứ người ta không lấy từ trên xuống dưới vì nó sẽ bị ảnh hưởng tới loa. Cái đó là tôi đánh giá rất cao về cái tiêu chí của nhà sản xuất để phục vụ cho vấn đề mở thùng. Và đây là bây giờ thì tôi sẽ xin được đeo dụng cụ bảo hộ và chúng ta cùng bóc cặp loa này. Và khi các bạn thì các bạn sẽ mở từ bên cạnh ngoài là vào trong cạnh trong và chúng ta lại tiếp tục mở sang những cái giải khác mà khi nó bắt các ốc như này. Tôi cũng đang rất nóng lòng, đây là những con ốc cũng đã sắp lộ diện dần cặp loa này ra rồi. Vâng, thế là đã xong về cặp ốc, còn bây giờ thì chúng ta cùng sẽ mở cặp nắp này ra. Người ta lại còn lót thêm một tấm lớp ván cắt tông ở đây rất là cẩn thận. Khi người ta đóng gói như thế này thì các bạn hoàn toàn yên tâm với những khâu vận chuyển đi xa, vì dù xa đi nữa thì nó cũng đã có thêm các cái lớp ván gỗ như này rất là cẩn thận cho các bạn đóng. Còn đây là phía thùng xốp. Đây là hai cặp chân ZS100. Còn đây là chắc là những thùng chỉ đóng để đảm bảo cho nó là cái sự chắc chắn của vỏ thùng thì tôi thấy không có gì bên trong cả. Đây là cặp chân loa và tía chúng ta cùng bóc ra. Và với tôi thì tôi vẫn rất thường thích vì đây là một cặp chân được thiết kế nên là cái sự chống rung của nó thì trông nó rất là điệu. Cái thứ hai nữa là trông nó có một cái cách sự gọi đúng cái từ gọi là sự ngạo nghễ riêng, trông rất là hay. Và với dòng
JBL L100 Classic 75 năm này thì các bạn cũng không có nhiều sự lựa chọn cho màu sắc của vấn đề của ê căng, là vì cặp loa này chỉ có một màu ê căng xanh đen là duy nhất, và đó là một cái thương hiệu đặc trưng riêng. Nhưng cái lớp ê căng qua chia sẻ của các chuyên viên hãng thì đấy là một lớp ê căng lại rất là tuyệt vời và đẹp, và nó có cái dấu ấn riêng, thì tía chúng ta cùng đưa lên trên kệ. Đó, các bạn đã thấy một cái sự lộ diện dần dần của dòng này. Và cái sự cầu kỳ của khi đóng các vỏ thùng gỗ thì tôi thấy rất là đã, là một cái hai các cái viền mép của thùng custom. Và của tập đoàn Hạc Măng Cắc Đông này thì tôi thấy là một nó một sự hoàn hảo. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin lấy dao rạch thùng, lật tiếp thùng để chúng ta cùng xem cái kết cấu thật bên trong loa này và cái vỏ gỗ của cặp loa này như thế nào. Các bạn thấy đây là một cặp chân đen sơn tĩnh điện. Đấy, nhưng mà cặp bình thường ra với những cặp loa khác hay là thì người ta hay tính ở cái phần loa chép là khoảng 90 cm, nhưng mà với cặp chân này thì tôi nghĩ là cặp loa thì sẽ không được để đến 90 cm, nhưng mà nó lại có một cái hay, tức là ví dụ tôi để đây, tôi để cặp loa trên cái độ rung chấn rất là tốt này. Đó, cả hai nó sẽ tạo được cái độ dựa vững chãi vào đằng sau lưng này, nên đúng là có một cái sự chắc chắn. Cái thứ hai là tất cả các cái mối của các cái chân loa này đều liền mạch, người ta làm, người ta sơn, người ta đã đúc gần như là liền với nhau, tạo được cái độ khít ổn định chắc chắn. Và còn có cả mã seri luôn các bạn nhé. Đó, rồi đấy là về phần cặp chân. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay sang phần khích qua rồi, cảm thấy phóng ruột thì xem cặp loa này nó có cái màu gì đặc biệt. Vì trên toàn thế giới chỉ có 750 cặp, và Việt Nam mình thì cũng là một thị trường tiêu thụ và chơi những dòng JBL này thì rất là đông anh em trong bang hội chơi. Là một ngày rất là vui cho các anh em ở chơi trong bang hội. Và đây thì người ta cũng lại đóng thêm một lần lớp xốp nữa thành hai lần thùng, rất là cẩn thận. Đây thì chúng ta sẽ thấy một tấm xốp trắng để giữ lại cái phần ổn định của loa. Nhưng mà trước khi bóc thì tôi cũng phải bỏ ra tôi kiểm tra trước xem để của mình tí còn lật thùng cho dễ. Và tôi thấy đây thì nó có một cái tấm ê căng và toàn bộ hệ thống loa vẫn còn được phủ nguyên zin. À đây các bạn đã. Thì tôi vẫn muốn xem là cái gỗ nó như thế nào trước khi để bóc. Đây là cái tính tò mò. Lại còn đây thì đúng là không bóc được rồi, các bạn phải đợi tôi quay lại vì đây trên này là có một cái lớp khăn vải người ta bảo đảm rồi. Vâng, khi đưa cặp loa lên trên kệ thì chúng ta đã nhìn thấy cái sự phấn khích ngay. Đúng, đẹp là quá đẹp, chất thì quá chất. Khi chúng ta nhìn thấy cái vân gỗ thì tôi lại nhìn thấy giống như bức tranh của Van Gogh. Đó là một trong những bức tranh mà tôi rất thích. Cái sự đẹp thì nó đã được hoàn thiện với tất cả những các yếu tố đưa đến thành phẩm một dòng loa này, đó chính là những loa chép bằng titan, loa mid bass và loa bass. Và cái sự loa bass thì tôi đã thấy có sự khác biệt về cái bass màng loa rồi. Các bạn nhìn qua sẽ thấy cái độ gân tròn đồng tâm nhưng mà lại rất là bóng, tức là người ta đã phủ lên đây một cái lớp dầu bóng. Và nhìn qua thì các bạn sẽ thấy cái sự tinh chỉnh, vi chỉnh và các cái nét nổi bật của dòng JBL này với một mảng vuông ở trong nút vi chỉnh 2 và mid ở trên này.
Nhưng không thể không nói tới tấm ê căng. Trông rất là màu đen huyền bí. Và nó lại có một cái sự đẹp đẽ riêng. Đó, các bạn nhìn xem cả mặt trong cả mặt ngoài. Và nó có một cái dấu ấn rất là để được người ta chú ý tới. Đó là một ngôi sao sáng JBL. Hãng JBL thì rất tin tưởng một người kỹ sư trưởng. Đó là Chris Henrell. Để khi ông được tên luôn vinh danh vào trong dòng sản phẩm 75 năm thì lập hãng này. Và với các bạn chơi những dòng này thì các bạn rất yên tâm là về đây nó sẽ có luôn cả mã số của những cặp đôi đi cùng với nhau. Đây là cặp 76 của trong 750 cặp. Và một sự khác biệt nữa của khi kỹ sư trưởng muốn đưa vào dòng sản phẩm này, đó chính là đã là một sự nâng cấp của về mặt phân tần và cầu loa. Với những dòng L100 thường thì các bạn chỉ đánh ở dạng single end, thì bây giờ các bạn đã chơi theo kiểu BY rồi. Và logo trên này thì các bạn thấy đây là một điều rất tuyệt vời, là khi sờ đây thấy cái sự nhám này. Đó là một sự trân trọng dành riêng cho kỹ sư trưởng của hãng, và đây là chữ ký của sĩ trưởng. Thật tuyệt đẹp. Còn màu sắc âm thanh thế nào? Thì tôi phải hẹn các bạn vào một YouTube tới để chúng ta có một sự phối ghép. Và Thiên Hà sẽ dành cho một sự bất ngờ với các bạn khi nghe cặp đôi dòng sản phẩm JBL này ghép mới một âm ly. Đó là điều bí mật. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.